nói tiếng Việt tao mày không nghe hả? Tao nói gì chen nghe luôn. Vậy sao nói gì chen lên? Quang ơi, nghe coi tôi cưng mẹ tôi nè. Ây da, ây da, trời ơi làm tôi thành bà khùng rồi. Con nghe mẹ, 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 mami, mẹ. Cái gì cũng ok chứ mà không nói theo. Quang ơi, Quang ngà kìa. Nãy ta kêu Quang ơi, Quang ngà, không có gai nghe ghét gì chưa. Giờ ta hết hết muốn nói chuyện rồi, ta nói đừng nghe thôi. Kêu ai, Quang ơi. Không kêu ai, Quang ơi. Quang ngà. Hôn mẹ. Hôn mẹ. Hôn mẹ cái. Quang ơi, Quang ngà cái. Chạy, sao không kêu tôi chạy. Cái kêu kêu dạy nó nãy dạy nó nữa là Quang. Quang ơi hả? Con kêu ơi Quang, cậu chính nè, cậu chính. Nghe dạy khúc mà.